Ơi thì bữa nay thì hồi tối cái nhà thì cũng nhiều bữa rồi chứ không phải là riêng mình bữa tối hôm nay thì con cũng có nghe những cái tiếng động với lại cái nhà còn nhớ cái cô gái áo trắng hiện mà ở xe buýt nhà con á, thì chỉ đi lòng vòng xe buýt thôi thì cũng mấy cách nay cũng có từng 2 tuần ngoài rồi là con mất tích. Nhưng mà bữa nay cả nhà, ở mới học chiều tối hôm qua chứ, là con có đặt cái máy ở trong xe buýt để coi thử cái tiếng động. Thì những từ lúc mà con ngủ á, thì lúc mà con thức á, thì con không nghe, nhưng mà lúc con ngủ á, thì những cái nắp dung và những cái đồ vặt mà con để trên cái chỗ là làm đồ ăn á, thì nó đều rớt xuống và nó có những cái tiếng động lục cục. Thì con mới quyết định là con đặt 2 cái máy, một cái quay vào bếp và một cái quay ra cái khúc mà cái võng để con nằm. Thì cái chỗ đó thường thường là con thấy cái cô gái mà áo trắng ở đó cả nhà, thường là con nằm chỗ đó thì con thấy cái cô gái đó ưa lảng vảng chỗ đó và đi vòng vòng chỗ đó. Thì con mới định là quay để coi thử có cái gì đó. Với lại ở chỗ con cái nhà, con cũng sợ một điều nữa là ở chỗ con dạo này á, nó có rất là nhiều những cái người mà ăn trộm cái nhà. Thì đồ giặt người ta để ngoài, với lại á, đồ mà mình không đem vô cái nhà thì bị mắc. Thì con cũng sợ nên con cũng có gắn cái mặt camera ở trên để coi, để giám sát cái khu nhà của con. Thì cái nhà ơi, thì sáng con xem lại video thì con thấy cô gái, thì con thấy lảng vảng như vậy. Thì chắc con sẽ vào việc và con sẽ đăng cái động đó lên cho cả nhà xem và cả nhà coi, cả nhà góp ý với con. Vậy con chúc cả nhà một ngày thật là tốt lành và vui vẻ nha.